họ không có Kit và Naughty đang là người để chặn đi những tình huống rotate tới từ bên phía của Zichu. Chưa ai xuống cả rồi, một người rơi. Người thứ hai cũng đang rời. Naughty đã có thông tin về điều này. Nico đã gục được Nexa. Naughty sẽ có được bao nhiêu đây? Kích xa chỉ có một. Naughty hạ gục được vị trí Hunter và Huxi nằm xuống một mình Nico. One tap được Nico đốt nó kìa. Kết. Nhưng không có Kit. Pro never fake. Gỡ 10 giây thì mai gỡ không kịp rồi. Và chúng ta sẽ có overtime. Bắt đầu đi pick người tới từ Nico. Đã có smoke chair đi ở khu vực mini rồi. Cùng với đó là những trái flash để vô hiệu hóa đi những player ở trên khu vực Heaven nữa. Giạt vào khu vực Heaven thành công. Đúng hơn là khu vực Gara. Bởi tên Nico đốt. Đã ông thành công với chiếc của Hunter. Nhưng Nico cũng bắt thành công với chiếc của Kixan. Tiếp tục là những tiếng đấu súng xảy ra. Và Monesi là người làm tốt hơn. Đúng là vua lục bên phía của Zichu Esports. Round lục nào cũng có. Phải là ít nhất một mạng hơn người dành cho bên phía của Zichu. Nào, phương án đưa ra sẽ đi đâu đây? Họ đang kẹt lại rất đông tại khu vực outside. Và với cái thế như thế này thì khả năng cao sẽ vẫn là Dia mà thôi. Monesi chuẩn bị móc được ngược về khu vực Heaven rồi. Nên là để Monesi móc thì đúng hơn, đừng để Nico móc Heaven. Sớt lộ vị trí. Ôi, nhưng Huxi lại là người chết và vua lục đã lên tiếng. Một tình huống free fight trước của Shush luôn. Và bây giờ thì Monesi bao giờ mới được kích hoạt đây. Tesset đang đứng góc rất khéo để không lộ trên khu vực Heaven. Nico phát hiện được ra còn người nữa trong khu vực bombsite. Nhưng Monesi sẽ là người kết thúc đi cái mạng này. Naughty bắt được Monesi thì đồng nghĩa với việc khu vực bombsite đã lộ là clear. Chui xuống luôn ven hay không đây? Rơi luôn rồi. Và đó là vua lục của chúng ta. Ba mạng dành cho Nico. Hai Mark 10 đi đầu. Võ đã kiểm soát hoàn toàn ram mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào rồi. Tiếp tục di chuyển về cùng trên Heaven. Và với Mark 10 thì DE không hề có một cơ hội nào dành cho Nico đốt cả. Hunter lurk ngược lại ở phía ngoài khu vực outside. Nhưng mà đối phương đã xuống 2B rồi. Thì tiểu hướng lurk này khả năng cao sẽ không bắt được ai đâu. Nhưng vấn đề là quả C4 sẽ đặt ra sao đây? Rồi, một quả C4 đặt đẹp về khu vực cửa đôi. Hunter lurk không thành công và đã rơi đi mất một khẩu Gali rồi. Kixan thì lộ ra khu vực cửa đơn và cố gắng di chuyển về. Xếp. Round thi đấu Frostbite này tính đến thời điểm bây giờ thì chắc chắn đã là thất bại tới từ bên phía Heroic rồi. Và thậm chí là Monesi không cho Kixan xếp cái khẩu MP9 đó luôn. Thôi thì Tesset cùng với Rogers giữ lại được một khẩu Gali và một khẩu UMP. Thì vẫn sẽ là sướng hơn với việc ra thi đấu sau phải bắn USP cởi trần. Bồi thêm một khẩu 5-7 nữa để có thể drop. Tỷ số thì chắc chắn sẽ là 2-0 rồi. Lượng kinh tế bắt đầu được tích lũy dần tới từ bên phía của Zichu Esports. Hai ngôi sao của họ thì đang có một khởi đầu khá thuận lợi tại cái map lúc này. Đó là Monesi với KD là 4-1. Check hết góc hay không đây? Check hết góc tới từ Upsi. Kỳ thế nhờ. Thật sự là bó cần. Naughty đã đứng một góc phải nói là khéo rồi. Nhưng vẫn không thể nào vượt qua được tình huống bò trườn tới từ GigaChat. Và bây giờ thì đã là một cái lợi thế phải nói là quá rõ ràng cho bên phía của Zichu Esports. 5-3. Hơn về người, hơn về trang bị, hơn về tất cả mọi thứ. Nhưng họ vẫn không hề vội. Họ vẫn đang muốn chờ đợi kết quả smoke tại khu vực Squeaky nó tan đi đã. Để có thể thoải mái di chuyển vào trong khu vực bombsite A. C4 thì đang được giữ bởi Monesi tại lobby luôn rồi. Sẽ là Dia. Hunter sẽ móc máy ngược cũng như là kiểm soát khu vực mini. Lửa đã được nhồi vào khu vực ven nhỏ. Bây giờ có flash ngược để trèo lên ven. Một khẩu UMP không đổi được ai tới từ Shush và đó là double kill dành cho Monesi. Nico đốt cũng chẳng thể nào làm được gì, check góc quá tốt tới từ các thành viên bên phía của Zichu Esports. Map trước thì Nico đốt gần như là không được bắn off luôn. Và map này thì để xem cái off nó có được phát huy tác dụng hay không. Kixan bắn tại khu vực Suki với một khẩu xuất quan flash mù quá và hơi lỗi một chút tới từ Upsi khi tình huống vừa rồi chỉ có một. Còn lại Hunter móc máy tại khu vực mini nữa. Tham mình sẽ là như thế nào đây? Hunter hạ gục được Kixan rồi. Hai vết thai. Heaven một người và trong side một người tới từ bên phía Heroic. Zichu Esports đang tạm thời kẹt lại. Và Monesi sẽ cố gắng chui ven. Movement của Monesi thì chắc chắn không thể nào mà chê được rồi. Hunter sẽ cố gắng rotate ngược về khu vực ram. Ừ không, sẽ là một tiếng faker tới từ Monesi. Mở cửa đôi rồi. Nhưng bây giờ lại muốn chui ngược lên ven. Ừ, ven bây giờ đang là không có ai kề.
Hunter sẽ móc ngược về Evan. Đây là một góc yêu thích của vị trí Nico. Nhưng bây giờ là Hunter đứng trước phải Nico đứng, nhưng đã là kê ngược lại ven tới từ Nico đốt rồi khi thời gian trôi đi là quá lâu. Monesi liệu có đủ tỉnh táo để trong một pha di chuyển từ ven lên sẽ kê vào khu squeaky hay không? Hunter đã tới rồi, có double pick và Monesi không cho Nico một cơ hội nào hết. Thậm chí còn cẩn thận tới mức là smoke che đi mini và sau đó thì mới đặt một quả C4 đẹp. Tset được đặt vào thế clutch 1v2. Cả hai người bên phía của G2 Esports đang di chuyển vào lobby cùng với nhau để có thể clear lại những vị trí quan trọng. Bây giờ Tset xuống khu vực bom say A rồi. Lộ rồi. Đã nhặt được kit dành cho Tset. Bây giờ để gỡ luôn. Và đối phương sẽ có double pick. Quá nhanh là những gì mà Monesi đã trình diễn. Nớt gì đang vòng quanh Sokola. Có ai hỗ trợ hay không? Nico đốt hạ cũng thành công Uxi rồi. Chưa nhặt được AK. Cần phải đổi nhanh hơn tới vị trí của Nico. Nớt gì đẩy ra từ ven có một. Nico chỉ là một mạng mà thôi. Một tình huống thay đổi nhịp độ của round thi đấu. Và đang là không thành công tới được T2 Esports. C4 thì đã rời. Bây giờ thì Hunter bắt buộc phải di chuyển xuống để có thể tìm lại quả C4 với những người đồng đội của mình thôi. Nhưng đối phương đã trả một smoke ra. Nexa thì sao? Nexa bây giờ đang muốn clear lại đi ở khu vực bom Saya nhưng mà sẽ không xuống ven được đâu vì ven thời điểm này đã có người kê rồi. Hunter. Trọng trách sẽ được đặt lên vai của Hunter. Hunter đối đầu với Nutsy và đó là instant headshot. Thôi vậy. Thế thì giữ AK cho round thi đấu tiếp theo. Quá khó để vị trí của Nexa có thể xử lý được trong tình huống này. Bom rơi. Và đó là một tình huống mà các thành viên bên phía Eric họ đã rotate đội hình của mình hay. Họ đẩy trong khu vực lobby và khi clear lobby thì ngay lập tức là những tình huống quay ngược trở về để KB. Nên là save tới từ Nexa. Còn nếu muốn bắt súng đối phương thì nên là bắt luôn. Đừng có chết sau tham. Quyết định sẽ là an toàn tới Nexa rồi vì đằng nào Nexa cũng không còn nhiều tiền nữa. Điểm thắng đầu tiên thuộc về các thành viên bên phía của Heroic. Ở một round thi đấu mà họ chỉ là half buy mà thôi. Nếu như round này mà bắn chậm hơn một chút thì cơ hội có lẽ là sẽ nhiều hơn thì G2. Nhưng mà họ lại quyết định tăng tốc khi mà có thông tin của Nexa báo về rằng là đối phương đã đẩy hoàn toàn ở khu vực lobby rồi. Nhưng với một cái góc kê ốp thì Nikodo sẽ bắn xa là thôi. Và đang muốn giạt ngang ở khu vực mini này. Đấy cũng sẽ xảy ra và Monesi nằm lại bởi kích sàn. Chưa ai đổi được cả. Thậm chí là còn lộ cả quả C4 trong khu vực Gara. Và đó là double kill với Fari pick rất hay của kích sàn. C4 đã rời. Kích sàn chắc chắn đã nhìn thấy quả C4 đó. Nikodo tại Secret một góc kê hẹp. Và liệu rằng Uxi không vượt qua được. Nhưng phía bên này thì Nexa đã đổi được cái mạng của kích sàn thành công. Lửa được trả. Và có lẽ là đối phương muốn pick. Nhưng Nexa đã quá tỉnh táo trong pha di chuyển của mình. Dưới ven còn người. Nhưng Nikodo quyết định là lộ luôn. Nét được rồi là khá khó chịu. Nhưng chắc chắn là Nikodo không thể lên ven được nữa. Tình huống di chuyển để kê ngược lại khu vực lobby. Nhưng Nexa chỉ kịp bắn yếu Tset mà thôi. Và bây giờ sẽ là tình huống clutch tới từ vị trí của vua lục. Một vé tài. Góc đứng của Nico sẽ như thế nào đây? Nghe được một người di chuyển từ mini rồi. Đứng tại ven nhỏ. Là góc đứng mà Nico đã lựa chọn. Sẽ là một tiếng bắn theo tham minh của Nico. Tuy nhiên thì khả năng cao người yếu máu sẽ là ra trước tới từ Tset trong khu vực nhà hát. Nico. Nico giạt ra. Nico có một. Bây giờ thì Nico sẽ đối đầu với Nico đốt và Nico đốt nằm xuống bởi Nico. Cùng đôi ngôi sao trận đấu đang hoạt động phải nói là hết công suất. Rớt A luôn rồi, pop flat. Hunter làm được một, không có cái mạng thứ hai. Nhưng người làm mạng đó là Nexa. Bây giờ thì spam hết đạn từ nớp gì sau đó mới đi qua smoke. Và đi qua smoke rồi thì phải thay đạn. Hơi quê một chút tới từ nớp gì. Và điểm chiến thắng thứ 6 sẽ có dành cho bên phía của G2 Esports mà thôi. Một round thi đấu mà chỉ cần khoảng chừng là 20 giây thì nó đã kết thúc rồi. Nico bắt được đợt gì. Ven nhỏ còn người. Nico đốt hạ gục được Nexa nhưng góc đó là góc xấu và lửa trả vào. Ơ kìa. Một tình huống mà vị trí của Nico đã lộ ra nhưng mà Nico vẫn đưa lưng. Hơi khó hiểu tới từ pha di chuyển của Nico. Và cái giá phải trả là Nico bị hạ gục trong pha vừa rồi. Ba vết thai dành cho bên phía Heroic. Sẽ là rơi xuống luôn với hai người. Hunter đang phải cố gắng xoay sở một mình trong khu vực bom sai. Kế hai hướng cùng một lúc bởi vì nhà hát có người. Và Hunter hạ gục được kích sàn trong khu vực bom sai này. Double kill dành cho Hunter.
Người cuối cùng là Tencent trên cung vực Heaven đã lộ ra, và đó là ba mạng dành cho gã thợ săn. Mặt chỉ có mặt mà thôi. Nhưng check có hết góc tới từ vị trí của Huxi hay không? Đây, không check hết rồi. Huxi đi qua và đất gì bỏ người thế giới. 1, 2 và 3 mạng trong một tiếng, không check hết góc của Huxi. Cái giá phải trả là rất đắt. Nexa trong vực lobby cũng nằm lại. Khả năng cao sẽ là một bài cắt rộng để có thể bò vào trong mini tới từ Nico. Nhưng mà đối phương đang đứng phía sau map quả smoke này. Không thể làm cái trò đó được đâu. Nico ơi, phá smoke không thành công. Nếu không thì vị trí của Hunter khả năng cao đã nằm rồi. Vào gara được tới từ vị trí của Hunter. Bây giờ các thành viên còn lại đang cố gắng tạo áp lực ra ở khu vực B-Ram. Lát được trả nhưng Monesi nằm xuống với Tessess. Quả lửa khá tốt để chặn đường lùi. Nhưng vấn đề là Huxi lại không thể pick được Tessess. Và Hunter thì lại đang như một nhẫn giả ở đây. Chúng ta sẽ chờ đợi vào tiếng xử lý tới từ Hunter. Đã nghe thấy có người trên khu vực Heaven rồi. Tham Minh. Ui, quá cẩn thận tới từ Nico đốt. Rồi thì chúng ta sẽ chờ xem là Huxi và Nexa sẽ làm được gì đây. Chủ động trả smoke để có thể xuống ven. Nhưng mà đối phương ở trên khu vực nhà hát và phía dưới ven thì cũng là một tiếng đón luôn tới từ kích sàn. Trong cái đó ở cặp trận cùng giờ giữa Fakeland cùng với FlyQuest thì Fakeland đang dẫn trước ở tại map Thiên Đấu Đơn Hook với tỷ số là 11-7 rồi. Và họ cũng đang có cái lợi thế ở phần City Side nữa. Thì có lẽ là cặp trận thi đấu đó cũng sẽ 2-0. Một ngày đấu mà chúng ta thấy rõ được sự chênh lệch tới được các đội tuyển khi mà đều là một cái tỷ số 2-0 hết cả. Còn bây giờ thì quay trở lại với trận thi đấu này. Khi mà được thừa hưởng lại khẩu DE tới được người em của mình thì Vua Lục sẽ làm gì đây? Huxi nằm. Vua Lục đang lang thang phía ngoài khu vực outside. Bút được lên thùng đỏ và đã nhìn thấy người tới từ Nico thì đã bị đình. Cú đình qua tường. Cố gắng nhấp nhả tới từ Nico, đứng lên ngồi xuống. Sờ quát từ nãy tới giờ rồi nhưng vẫn chưa có được mạng nào. Bắn nét vụn băng DE rồi. Vẫn là đứng góc này, tiếp tới từ Nico rất lì. Kết quả thì là không có gì cả. Con số 4 nó sẽ trục về các thành viên bên phía của Heroic mà thôi. Họ sẽ không mất đi bất kỳ một súng nào trong trận thi đấu này, tôi đoán là như vậy. Đó là Secret này thì Nerdy có ai check hay không? Không check góc, còn một cho Nerdy, hai cho Nerdy. Nào có đổi được các bạn hay không đây? Mất rất nhiều thời gian và máu thì mới có thể đổi được cái mạng này tới từ bên phía của G2 Esports. Nexa vừa thoáng nhìn thấy bóng người thì quả smoke nó được nổ. Và do vậy bắt buộc phải là đi tiếp tới từ Nexa. Nhưng liệu có vượt qua được Tencent hay không đây? Tencent đang đặt tâm xài và đó là mạng dành cho vị trí của Nexa. 3v3 nhưng trên Heaven Search đang muốn gỡ. Và liệu rằng Tam Minh sẽ là như thế nào đây? Không thể nào dám bò xuống được tới từ Search. Và đó là quyết định chính xác. Phía bên này thì kích sàn lộ thông tin. Hunter mặc dù yếu vẫn tìm được cái mặt đó. Nikodot Tham Minh xử lý sẽ là móc ngược về khu vực cửa đơn hay cửa đôi đây? Cửa đôi thì đã hoàn toàn clear rồi. Móc ngược về cửa đơn và đó quyết định chính xác. Phía bên này Monesi chưa kịp và không kết thúc được đối phương. Cách biệt hoàn toàn có thể bị sàn bằng một tình huống rớt. À, Nico đang cố gắng spam, Vua Lục đang cố gắng spam. Nhưng phía bên này thì Hunter thợ săn ơi, bắn cả trái cả phải như này thì đúng là cháy quá rồi. Cây đi của Monesi thì vẫn đang là một cây đi đẹp nhất trong đội hình G2 Esports luôn. Sẽ là một bài chán. À, quả flash này không ngu Hunter và tình huống control space nó là tốt, thậm chí là nhảy xuống trời luôn. Bắn đúng với cái tên của mình tới từ Hunter, bắn rất cục. Săn luôn các thành viên của bên phía Heroic và đó là triple kill dành cho Hunter. Source thì vẫn đang kê lobby ở đây. Một cái cách chia người khá khó chịu tới từ Heroic. Ủa, Huxi chạy bình bịch và bắt được Tencent rồi. Và bây giờ thì Hunter không vượt qua được Search. Bom xe đang lâm nguy bởi bên phía G2 Esports không còn ai ở trong A nữa. Họ điều 3 người về B rồi. Và bom xe đón chào các thành viên của bên phía Heroic. C4 được hạ xuống thành công. Không có cơ sở để có thể retake từ bên phía G2 Esports tại round thi đấu này. Và khả năng cao thì họ sẽ phải xếp thôi. Không có thông tin ở những cái vị trí trọng yếu tiếp cận khu vực bom xe A. Và ngay lập tức thì quyết định đã được đưa ra. Giữ lại 3 súng. Và đây là 3 khẩu súng có sát thương rất cao. Thì round thi đấu sau bên phía của G2 Esports vẫn có thể chơi được một cách bình thường. Đang là những ánh sáng nơi cuối con đường dành cho Heroic ở trong cặp trận đối đầu này. Tiếp tục có đấu súng xảy ra. Là người có mạng Monesi tò mò và cũng đi theo luôn.
rồi đi Hoxie. Đấu vào đài nhưng chỉ là một mạng ấy, chứ thì phải nằm xuống mà thôi. Vẫn đang rất chậm tới từ Heroic, vợ đang rồng rắn lên mây với 4 người xuống bề. Ram đã có tín hiệu đẩy và lần này thì Nutzy vẫn là người chiến thắng. Dexa nằm lại đổi mạng thành công tới từ Huxie. Nhặt AK lại. Nhưng không có ai ở phía dưới khu vực bom sai B cả. Bây giờ mới có Huxie xuống Ram, nhưng một mình Huxie thì làm sao mà chống Mafia được đây. Đối phương mở khu vực cửa đôi ra và có cho mình một mạng trước khi phải nằm lại. Cứu không? Liệu có muốn cứu hay không? Sếp rồi. Nhặt ốp thì chắc là sếp rồi. Sẽ là sếp tới từ các thành viên bên phía của Zichu, Nico và Hunter. Hai anh em. Một con M9 Sapphire phải nói là rất đẹp. Phía bên này Hunter cũng là M9. Nhưng mà con của Hunter là một con Gamma Doppler. Anh em nhà Kovac có khác. Dao là cũng phải cùng loại dao, đều là M9. Điểm chiến thắng thứ 7 thuộc về các thành viên bên phía Eric. Trông lại có vẻ giống map chưa anh Cường ạ. Là bắt đầu Eric lên 9 cái là G2 Sport mới bắn tiếp. Có lẽ là họ thích ăn đồ ăn chín. Họ không thích ăn tài. Cứ phải để đối phương lên 9 thì mới bắt đầu bắn nghiêm túc lại tới từ bên phía của G2 Sport. Đang dãy dụa khá tốt tới từ Heroic ở trong những round đấu vừa rồi. Hai người bắn Ram tôi nghĩ nó là đủ rồi, nhưng liệu Monesi, liệu Monesi đổ được bao nhiêu đấy? Đã nhìn thấy cái cánh tay của đối phương. Và đó là tình huống flick với hai zoom tới từ Monesi. Double kill chưa là có những con người đứng gần và đó là vị trí của Nexa. Góc đó thì Nexa chỉ có một mà thôi. Có lùi được về hay không đây Monesi ơi, đối phương đang ở trên đầu. Tưới từ trên xuống dưới và đó là tình huống bắn trượt tới từ Monesi. Quả khó thì bắn trúng nhưng quả dễ hơn thì lại là bắn trượt. Rất vô lý. Nhưng trong khu vực cửa đơn có vị trí của Hunter. Tam Minh di chuyển ra những kích sàn rất cảnh giác. Ven đang xuống những tiếng quắc ven như thế này thì khó được cho Uxi rồi. Sếp, sếp tôi. Zichu Esports khi chạm được con số thứ 12 là họ chưa thể nào thắng luôn được. Đúng vậy, họ vẫn để đối phương 9 cái đã. Đúng, cứ từ từ. Không phải đi đâu mà vội cả. Chúng ta vẫn còn phải ngồi đây với nhau thêm một lúc nữa. Hoặc có thể là overtime chăng? Khẩu AK Gold toàn sticker của Copenhagen Flame. Có lẽ tới từ Nico Dot. Sẽ là 8 dành cho Heroic và với lượng tiền này sẽ up được nếu như muốn. Chạy đi thưa cháu ơi, lộ rồi, chạy đi. Hôm nay thì bên phía của G2 Sport không có nét để phá smoke nữa rồi. Tầm là tốt tới từ Nico, phát hiện được ra trên nóc silo có người và đó là tình huống tap tap. Sau khi thấy tap không ổn thì là sấy và sấy cũng là không ổn luôn. Đi qua nhau, hai người đi qua nhau nhưng vị trí Hunter nhắc được về khẩu AK và ảo chưa kìa. Mạng đã có dành cho vị trí Hunter, cố gắng quay cuồng trong khu vực gara. Đã phát hiện ra cái chỏm đầu và đã bắn được yếu vị trí của kích san nhưng chưa thể nào tìm được góc đi để kết thúc cái mạng đó. Và có khi nào với khẩu AK này Hunter lại có thể làm được nên chuyện hay không? Monesi thì đang bị đục. Và sau đó thì Huxie nằm xuống. Monesi một góc kề trước và Nico Dot nằm lại rồi. Repick không thành công, chỉ bao được nửa bình của đối phương mà thôi. Hunter với khẩu AK thì đã quay ngược trở về để trấn thủ khu vực bom xe A rồi. Và liệu có muốn đẩy lobby hay không? Tham Minh là rất dị tới từ Hunter. Lexa cũng lộ ra khu vực chân Heaven rồi và đối phương đang muốn vào A. Hunter ơi, một chút gì đó là thiếu sự tập trung của Hunter trong tiếng thi đấu vừa rồi. Nhưng đối phương, đối phương xuống B nhưng đây lại là thời điểm Nexa móc ngược Ram để lên A và hết rồi. Sẽ là hết dành cho G2 Esports trong round thi đấu này. Thôi đi lút súng vậy. Và đúng như tôi dự đoán, cứ phải để Heroic lên 9 cái đã, rồi các thành viên bên phía G2 Esports họ làm gì thì họ làm. Round sau thì sẽ thoải mái full buy thôi. Có ốp sẽ được drop ra tới từ người anh Nico dành cho một ai đó. Thậm chí có một khẩu ốp khu cửa secret nhưng tôi nghĩ là Nexa không muốn mạo hiểm đâu. AK là đủ rồi. Đằng nào round sau cũng buy được thì vẫn sẽ có ốp mà thôi. Và đây chúng ta cùng xem lại tiếng xử lý tới từ Nico. Đúng là bắn thế này thì chưa giãn cái lông mày ra được. Ở trong năm vừa rồi
thi đấu ở đỉnh cao CS thì chúng ta thấy rằng Nico cũng đã già đi khá nhiều. Một lượng thông tin khổng lồ dành cho G2 Esports ở thời điểm này. Đẩy luôn lên máy mini không Hunter ơi. Khi mà Monesi đã kê quá đẹp ở đây rồi. Teset quay trở về đi vào tâm của Monesi và đó là double kill dành cho Monesi. Phát hiện là những bước di chuyển của Heroic ở phía ngoài của bước outside. Đã phá smoke. Phía dưới Secret thì Huxi cũng đang có tiếng đón người ở đây. Tạm thời thì là chưa đón được ai cả. Monesi cũng đang tới. Tôi dự đoán rằng Monesi round thi đấu này sẽ có rất nhiều điểm hạ gục đây. Đi đâu đây? Quay ngược trở về A, tới từ bên phía Heroic. Thời gian không còn nhiều và Monesi thì cũng đã ở A rồi. Di chuyển rất khéo tới từ bên phía của G2 Esports. Lửa bồi vào mini, hết rồi. Hết rồi, nhót luôn. Nhót luôn. Lên 9 phát là câm luôn tới các thành viên bên phía của Heroic. Thêm một quả nét được trả. Trời ơi, máu tụt đơn tụt quần như thế này. Ôi ơi, flick rất nhanh từ Monesi nhưng nó lại là không chính xác. Bom đang được đặt, bắn viên hộp tiếp theo lại là trượt. Ơ kìa, kìa. Không hề nhót. Heroic họ nói rằng là không hề nhót đâu bạn ơi. Bây giờ thì ba thương binh nhưng Nico làm sao để cứu được quả bom này. Khả năng cao là sẽ hạ cũng đi được player trong cuộc mini thôi. Nhưng trông không giống là muốn cứu lắm. Một pha đặt tâm tới từ Nico. Check hết góc rồi và headshot đi vị trí của Shoot. Tuy nhiên vẫn còn tới hai người nữa. Chỉ là cố gắng bắn yếu súng và thu hồi về được cho mình một khẩu AK. Xếp luôn tới từ các thành viên bên phía G2 Esports. Bắt buộc phải xếp thôi. Một tình huống mà Monesi đã có rất nhiều cơ hội để kết thúc cái map thi đấu này. Nhưng Monesi lại bắn trượt. Bây giờ thì hạp bài và đối phương đang có tiếng rớt ram. Một mạng cho Huxi, Monesi có thêm một nữa trước khi phải nằm lại. Và đó là một pha 2 đổi 2. Nexa quyết định trả smoke để có thể cố gắng giữ lại cái khu vực ram này dành cho những người đồng đội. Tuy nhiên thì với một khẩu P2000 trên tay, có lẽ là cũng không giữ được lâu dành cho Nexa đâu. Nico là người có cho mình AK thì đang di chuyển trong khu bom A. Còn Hunter thì sao nhỉ? Hunter có vẻ như đã đẩy vào trong Squeaky rồi. Chính xác là như vậy. Một góc đẹp dành cho Hunter với một khẩu 5-7. Quan trọng là các thành viên bên phía quyết định đi đâu đây. Đi đâu về đâu đây? Họ vẫn đang giữ ba người lại tại Ram. Có rất nhiều phương án có thể đưa ra, móc ngược về Heaven hoặc là xuống B hoặc là quay ngược về lobby để đi A. Có chọn đúng nền văn minh hay không? Họ quyết định sẽ là xuống khu vực bombsite B rồi, nơi Nexa không có cái gì ngoài cái nịt. Một khẩu P2000 cùng với một quả flash. Đang cố gắng tìm cái map của quả smoke này nhưng không có cái map nào cả. Nico mở cửa đơn. Và đứng ngay sau quả smoke tới từ Nico. Không deny được tình huống đặt C4. Và nó sẽ là điểm chiến thắng thứ 11 dành cho các thành viên bên phía Heroic. Đã có một sự phân vân tới từ Nico ở tình huống xử lý vừa rồi. Và Heroic chắc chắn sẽ có cho mình round thắng thứ 11 thôi. Dẫn trước là 7 năm ở lượt thi đấu first half. Và có khi nào G2 Esports họ lại để cho đối phương kéo tới với overtime hay không? Hunter cũng nằm luôn rồi. Nên nhớ các thành viên bên phía... vẫn cười mà. Ok anh Nico. Thế vẫn cười ok thôi. Nên nhớ là các thành viên bên phía của G2 Esports đã dẫn trước với tỷ số là 12-7. Và tôi tưởng là họ chỉ để cho bên phía Rick lên 12-9 thôi. Nhưng bây giờ đã lên là 12-11 rồi. Và đây sẽ là trận chính thức cuối cùng tại map tiêu lúc này. Liệu sẽ là overtime hay sẽ là chiến thắng dành cho bên phía của G2 Esports đây? G2 Esports còn có cái lợi thế khổng lồ hơn rất nhiều nhưng họ vẫn để thua được. Thì bây giờ tôi không dám nói trước điều gì cả. Nét tới từ Nico nhưng đó là một quả nét lỗi bị đập vào cái thềm. Nhưng Monesi có cái double kill của mình. Và bên phía Rick bắt đầu tiếp cận được khu vực Secret. Lại là 3v5. Lại là một tình huống nhà sân bay đã được bật. Nhưng có bay hay không thì bây giờ phải chờ vào bản lĩnh của Heroic thôi. Nerdy vẫn đang giữ lại khu vực lobby dành cho những người đồng đội. Trong cái đó thì hai thành viên còn lại đã di chuyển xuống khu vực Secret rồi. Hunter sẽ đối đầu với Nerdy khi quả smoke tại khu vực Squeaky này tan đi.
Và Nico Dot thì đang kéo khố của mình cùng với Kích San để có thể tìm lại những tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất dành cho Heroic ở thời điểm này. 40 giây còn lại. Bỏ luôn khu vực bom xe B tới được G2 Esports. Họ sẽ chờ đợi những tín hiệu. Nexa vẫn giữ được RAM. Vẫn là một lượng thông tin đủ dùng dành cho G2. Sẽ cố gắng mở cửa nhỏ rồi đặt bom luôn tới từ bên phía Heroic. 17 giây còn lại, bắt buộc phải đặt bom thôi. 3v5. C4 sẽ được đặt và các thành viên bên phía G2 Esports sẽ retake chung. Và nên nhớ họ không có kit. Họ không có kit và Nutty đang là người để chặn đi những tình huống rotate tới từ bên phía của G2. Chưa ai xuống cả rồi, một người rơi. Người thứ hai cũng đang rơi. Nutty đã có thông tin về điều này. Nicolada cũng được đánh xa Nutty. Nutty sẽ có được bao nhiêu đây? Kích xa chỉ có một. Nutty hạ cũng được vị trí Hunter và Huxi nằm xuống một mình Nico. One tap được Nico đốt ở kia. Kết. Nhưng không có kit. Không có kit. Pro never fake. Gỡ 10 giây thì mãi gỡ không kịp rồi. Và chúng ta sẽ có overtime. Bây giờ thì sẽ gảy một người xuống ven sớm rồi. Đó là Nico. Nhưng Mini đang vào và không ai kê vào khu vực Mini cả. Tham mê, Hunter nằm lại, Uxi đổi một, đối phương đang tràn ra từ khu vực nhà H, không thể đổi được hai, Mon AC được kích hoạt và tiếng 2 đổi 2. Nhưng Heaven đã bị lửa vào và Nico bây giờ làm sao mà về được nữa đây. Đối phương đang kê, nhưng đó là một khoảnh khắc thiếu đi sự tập trung của Kích San. Tiếp tục là Nexa hạ gục Nisus. Và với việc vừa kích hoạt quả C4 thì Nico Dot đã lộ ra rồi, 1v3. Nico Dot bị Nico hay không? Vâng, như vậy Nico Dot đốt được Nico. Và Nikodot còn lại 7 máu. Cố gắng giạt ra nhưng không thể chiến thắng được Nexa cũng như là Monesi. Đã có một người rơi được súng ven, đó là Kích San. Có vẻ như chưa biết. Nhưng Nexa đang về và có đấu súng xảy ra. Nexa bắn thua Kích San. Bây giờ thì C4 được mang về ở khu vực nhà H. Còn mấy người trong A đây? Có vẻ như chỉ là một thôi. Monesi đang có tiềm đấu trí với Kích San và cũng thành công rồi. Nhà H tác ra một, không thể có hai. Nhưng Monesi về tới nơi và đem cho mình điểm vào cục tiếp theo. Sút sẽ là người được đặt vào thế xử lý 1v2 ở tại round thi đấu này. Phía bên kia là bộ đôi ngôi sao của G2 Esports, Nico và Monesi. Nico không cần Monesi để có thể đem về điểm chiến thắng tiếp theo dành cho G2 Esports. Chàng cười rất sảng khoái. Ok kìa. Rất đá tiếp tới từ các thành viên bên phía G2 Esports. Rất khi nào mà thắng thì thôi ư. Nexa làm hai, Heaven bắt đầu giạt, đó là vị trí của Nutty. Net được trả, đó là double net, nhưng Hunter vẫn còn sống với 8 máu. C4 được đặt thành công. 4v3 retake. Đúng hơn là 3v4 retake. Nhưng phía bên kia thì Hunter yếu lắm rồi. Ném nốt những gì có thể tới từ G2 Esports để có thể tập trung trong những tình huống đấu súng. Thời gian, nửa thời gian của quả C4 đã trôi đi. Tiếp tục là nét được stack xuống phía dưới của vực nhà H và Hunter vẫn chưa phải nằm xuống. Sẽ là những góc bắn chéo dành cho nhau một mạng để xem Monesi có double kill riêng mình. Và tạm biệt Heroic ở tại giải thi đấu IM Thành Đô năm 2024.